anh Duy Đạo Phật luôn, đúng không? Khoan chưa, hôm nay là ngày 5 tây tháng 10 năm 2021, thầy Quảng Trắng, tỉnh Thất Quảng Nghiêm và thầy Vọng Tây và bạn Trang và nhà gạo Ngọc Việt và cô Thu của quận 6, mình đã chia sẻ gạo với bà con ở đây tổng cộng là 20 hộ, bao gồm là rau củ quả của chị Trúc bán tại chợ Phú Lâm, và 1 triệu đồng này thì chia sẻ cho hai mẹ con này. Đây là của bạn Trang, đưa đơn triệu cho hai người đó. 1 triệu đồng này là của bạn Trang để chia sẻ cho hai mẹ con để sinh hoạt với lại lãnh mấy cái số bán ha. Rồi A Di Đà Phật cảm niệm công đức của thầy Vọng Trắng, thầy Quảng Trắng và thầy Vọng Tây và cô Thu và nhà gạo của Ngọc Việt và bạn Trang và đã chia sẻ ở bà con ở nơi đây. Con cũng cảm ơn, con gửi lời cảm ơn các thầy và các cô và mấy cô chú tử này kia cũng giúp đỡ cho lương thực cho tụi con ở đây ăn, và mẹ con được có số tiền để đi bán giấy số. Con thành thật con cũng gửi lời cho con cảm ơn hết tất cả thầy và các cô ở trong chùa. Rồi, A Di Đà Phật. Mô Phật nha. Dạ rồi. Nói nghe nè, ráng ăn chay niệm Phật. Cho nó bớt cái cảnh khổ đi nghe. Con cảm ơn thầy. Rồi, mô Phật, cảm niệm công đức nhiều lắm. Mô Phật. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, chị Trúc bán tại chợ Phú Lâm đã chia sẻ cho bà con mình ở quận 5 và ở bên Tôn Thất Thiết. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức chị Trúc nhiều lắm nha. Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, cảm niệm công đức của chị Trúc và chị Kiều nha. Chia sẻ xe này là đi về ở Trung Sơn thuộc diện của quận Bình Chánh mình đó nha. A Di Đà Phật. Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 10 năm 2021. Chị Trúc ơi, cảm niệm công đức của gia đình chị Trúc và chị Kiều đã chia sẻ xe này là về của khu vực quận 3, rồi quận 3 chia tiếp tục nữa. Rồi cảm niệm công đức nha. A Di Đà Phật. Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 10 năm 2021. Cảm niệm công đức của gia đình chị Trúc và chị Kiều bán tại chợ Phú Lâm và chợ Bình Điền đã ủng hộ cho bà con mình xe đồ ra khoảng cỡ 2 tấn hàng á. A Di Đà Phật. Mô Phật.